Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ News. Lời đầu tiên xin gửi đến tất cả các cô chú, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe và bình an. Thì ngày hôm nay mình nhận được rất nhiều những cái thông tin từ những người khán giả trên kênh tin tức 24 giờ News và có hỏi rằng những sự việc vừa qua, mấy ngày qua, dư luận đang bàn tán rất là xôn xao về cái vấn đề của ông Huỳnh Uy Dũng được cho là một người phản động. Nghe đến đây thì rất là buồn cười đúng không thưa các bạn? Chắc hẳn ai cũng biết được rằng những người đối đầu với bà Nguyễn Phương Hằng, trong đó có một số những cá nhân rất là nhỏ bé thôi, thực chất ra đối với mình hoặc là một số những người khác thì coi đây là những kẻ không đáng để quan tâm. Và người mình muốn nhắc đến ở đây đó chính là Thám Tử Cao, cùng với lại cái anh chàng Phi Thiên Ân, là anh chàng bán rau đó thưa các bạn. Nhìn hết sức là bựa và không mang lại một cái giá trị tích cực nào trong vấn đề đưa ra những cái tích cực cho dư luận, mà chỉ châm biếm vào cái chuyện bà Nguyễn Phương Hằng, chỉ trích những cái buổi livestream của bà ấy mà không sâu ra được những cái điểm xấu của những người nghệ sĩ, điểm xấu của ông Võ Nằm Yên và đang bảo bọc cho cái xấu. Vậy thì mới đây thì anh ta cho rằng một bài viết của ông Dũng Lò Vôi vào năm 2014 là có cái hình thức là xuyên tạc, chống phá đất nước. Thì mình nghĩ đây là một cái trò hết sức là trẻ con của những người này. Một là họ quá ngu dốt, không nhận ra được bản chất của cái câu nói bên trong đó, và cái trang fanpage đó hoặc là cái trang Facebook đó có phải là của ông Huỳnh Uy Dũng hay không. Hai là họ cố tình ngu dốt để đưa ra cái lập luận của mình trong cái bài viết đó. Có hai cái điều đó mà mình muốn nói cho các bạn nghe. Thực sự thì các bạn cũng đã nhìn thấy ông Huỳnh Uy Dũng đã bao nhiêu lần ông ấy nói rằng ông ấy là một người yêu nước và ông ấy là một chiến sĩ quân đội chứ không phải là một người bình thường đó. Và ông ấy cũng đã cố gắng phấn đấu trong cái vai trò gìn giữ những cái nét đặc sắc của dân tộc, cùng với đó là phát triển cái ngành lò vôi ngay từ buổi sơ khai trong cái nhịp độ phát triển kinh tế của ông ta. Thì các bạn cũng đã thấy rõ ràng từ trước đến nay, từ năm 2000 lẻ mấy đến nay, chúng ta đã nói quá nhiều về những cái vấn đề này. Và nếu ai theo dõi xuyên suốt cái sự việc trong vòng hơn một năm qua thì đâu đó các bạn sẽ hiểu được ông Dũng Lò Vôi là ai và xuất phát điểm của ông ấy như thế nào. Với những gì mà anh chàng Thám Tử Cao này ếch ngồi đáy giếng nói về ông Huỳnh Uy Dũng như vậy, thì các bạn cũng có thể thấy người ta đang đánh đồng ông Huỳnh Uy Dũng với những kẻ như là Trương Quốc Huy, rồi Thái Văn Đường, những kẻ quay lưng với đất nước, luôn xuyên tạc bôi xấu đảng và nhà nước của chúng ta. Vậy thì có phải anh chàng Thám Tử Cao này là người yêu nước hay không? Nhắc đến vấn đề yêu nước thì để mình nói lại cho các bạn nghe mối quan hệ của Thám Tử Cao và Trương Châu Hữu Danh nó là như thế nào, có thân mật hay là không. Trong cái phiên tòa xét xử Thám Tử Cao, khi mà gián tiếp gây ra cái chết của hai vợ chồng mà đi xe máy, người chồng thì mất ngay đi tại chỗ, còn người vợ thì bị mất 60% sức khỏe, thì trong cái phiên tòa xét xử đó chỉ có hai nhân vật, và trong hai nhân vật đó là có Trương Châu Hữu Danh đó. Và liệu hai người này có mối quan hệ thân thiết đến cỡ nào mà Trương Châu Hữu Danh lại đi đến phiên tòa xét xử cùng với Thám Tử Cao, nhóm báo sạch đó thưa các bạn? Có thể nói rằng Thám Tử Cao hay bất kỳ một người nào phía các kênh YouTube đang chống đối bà Nguyễn Phương Hằng thì các bạn cũng có thể thấy rằng họ không có một căn cứ nào xác đáng, xác thực để mà đưa ra cái tội lỗi của ông Huỳnh Uy Dũng hay là bà Nguyễn Phương Hằng, mà họ chỉ châm biếm vào những cái câu chửi của bà Nguyễn Phương Hằng đó, đánh vào danh dự nhân phẩm của bà ấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng ta hoàn toàn, ai đã hiểu được câu chuyện này thì hoàn toàn thông cảm với những cái câu chửi của chị Hằng dành cho một số những nhân vật, bởi vì những nhân vật đó họ đã dùng những cái lời lẽ, dùng những cái thủ đoạn đê hèn để mà đối phó với chị Nguyễn Phương Hằng, mà chính bà Nguyễn Phương Hằng là người rất là thẳng thắn thưa các bạn. Đó mới là cái vấn đề mà chúng ta quan tâm. Vậy thì một số bạn hỏi mình rằng liệu Thám Tử Cao và một số những người như Phi Tiên Ân, Bảy Gà nói về cái câu chuyện của chị Nguyễn Phương Hằng, nói xấu về chị Hằng, rồi mới đây thì vu khống cho ông Huỳnh Uy Dũng là người phản động, là người quay lưng với đất nước,
thì những điều này có bị trả giá hay là không? Vâng thưa các bạn, tất nhiên là phải bị trả giá rồi, nhưng trả giá ở mức độ là sai ở đâu thì sẽ phải nhận tội ở đó. Chắc chắn rằng bà Nguyễn Phương Hằng cùng với ông Huỳnh Uy Dũng sẽ không bao giờ để yên cho những cái tên này, và chắc chắn sẽ có những cái biện pháp can thiệp nhờ đến cơ quan chức năng để xuống làm rõ được vấn đề và đưa những kẻ này ra trước vành móng ngựa. Điều đó hoàn toàn là chính xác. Và hơn nữa, ngoài việc anh ta bị xét xử về cái vấn đề bôi nhọ nhân phẩm đạo đức của người khác và áp cho ông Huỳnh Uy Dũng cái tội rất là nặng, tội này không thể nào tha thứ được. Và dù có bị mức xử thấp đi chăng nữa thì anh ta và những kẻ khác phải chịu một số những cái đền bù về tổn thất tinh thần, tổn thất về vật chất. Vì sao mình nói là tổn thất về vật chất? Chính những kẻ này đã gây hoang mang cho rất nhiều những cái đối tác làm ăn của ông ta và bêu xấu cái hình ảnh của một chủ tịch công ty lớn, đó là công ty Đại Nam. Đó, ông chủ của Đại Nam Văn Hiến nổi tiếng khắp cả châu Á này và có thứ hạng trong khu vực châu Á, chứ không phải là đơn giản đâu thưa các bạn. Anh ta đánh đồng anh ta là một doanh nghiệp cũng giống như Đại Nam thì thật là buồn cười. Anh ta chỉ kinh doanh nhỏ lẻ thôi. Mong rằng tất cả các cô chú, anh chị và các bạn luôn luôn tỉnh táo về những cái luận điệu xuyên tạc của Thám Tử Cao, Phi Tiên Ân và một số những người khác đang bêu xấu bà Nguyễn Phương Hằng cũng như là ông Huỳnh Uy Dũng trên cộng đồng mạng. Thời gian này thì Trung, chủ kênh của kênh tin tức 24 giờ News cũng không có đủ điều kiện để mà lên clip phản biện lại những cái luận điệu này, thì mong cô chú anh chị hết sức thông cảm vì một số những cái lý do cá nhân cho nên Trung không thể lên clip đều cho cô chú anh chị được. Nhưng Trung vẫn luôn luôn theo dõi những cái sự việc, những cái diễn biến diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Mong cô chú anh chị hết sức thông cảm và hẹn gặp lại trong một ngày gần nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất vui vì thời gian vừa qua các cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ cái kênh của mình. Thì ngày hôm nay như lời đã hứa là mình sẽ đưa những cái dòng sản phẩm của Tây Nguyên để phục vụ đến các cô chú anh chị và các bạn. Nhà mình thì có hai dòng sản phẩm do chính gia đình mình làm ra. Cái sản phẩm đầu tiên đó là mật ong. Đây là mật ong nguyên chất lấy từ hoa cà phê. Hoa cà phê bắt đầu từ đầu năm và đầu năm sẽ thu hoạch mật ong như thế này. Nó là nguyên chất hoa cà phê. Ban đầu lấy thì nó sẽ là màu vàng ươm rất là đẹp và dần dần thì nó ngả màu ra. Nhưng thời gian bảo quản thì là năm này qua năm khác nếu đã là mật nguyên chất thưa các bạn. Không sợ hư hỏng gì cả. Đặc biệt hơn nữa là nó rất tốt cho sức khỏe, cho người già, thanh niên, các em nhỏ. Các bạn có thể pha một ít vào mỗi buổi sáng bằng nước ấm để uống, hoặc là có thể cho các em nhỏ ăn bánh mì để quẹt với mật ong, rất là ngon, thơm thưa các bạn. Khi các bạn mở nắp ra và ngửi lên mũi thì các bạn sẽ thấy mùi thoang thoảng hoa cà phê. Đó là đặc sản của gia đình mình và nó vừa chất lượng và đảm bảo an toàn 100% thưa các bạn. Cái sản phẩm thứ hai mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là cà phê nguyên chất. Đây là gói cà phê nguyên chất của bên mình. Do tình hình dịch bệnh cho nên mình chưa in được kịp cái nhãn mác lên, thì mình đang đặt và người ta đang in. Đây là cái gói cà phê nửa ký, trọng lượng là nửa ký. Trong này là cà phê nguyên chất và đây là cà phê sạch. Tại vì sao mình nói là cà phê sạch? Bởi vì những hạt cà phê mà gia đình mình trên nông trại của bên nhà mình chọn ra là những hạt cà phê chín và chắc. Hơn nữa thì gia đình mình sử dụng phân hữu cơ để bón cho cây cà phê, cho nên rất đảm bảo về độ an toàn, không sử dụng phân hóa học thưa các bạn. Rất là tuyệt vời, rất là sạch. Trong cái hàm lượng cà phê nguyên chất này thì bên gia đình cũng pha thêm một chút hương vị đặc biệt, đặc trưng của gia đình, đảm bảo với các bạn rằng uống vào rất là thơm ngon. Và mong tất cả các bạn hãy ủng hộ mình với hai dòng sản phẩm, đó là mật ong nguyên chất và cà phê nguyên chất. Mọi thông tin thì các bạn có thể nhắn tin lại cho mình để mình có thể ship đến cho tất cả các cô chú, anh chị và các bạn để sử dụng, thử xem rất là ngon. Xin chào tất cả các cô chú, anh chị. Chúc cho cô chú, anh chị và các bạn luôn luôn có sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Xin chào.